cái gì á? Dạ các bạn con. Đâu lên rồi đây. Nó gửi. Cái nhà nó không để mà nó dạ. Nó gửi chịu nó lấy. Chịu đi đá gà hay gì? Ai biết nữa. Mày người đá thì là chết mẹ mày đó. Con đi đá gà nào mà chết mẹ con? Của nó trả nó đi. Nó gửi chịu nó lấy rồi. Của nó gửi không ra móc dưới đây kia rồi để móc đây ông nội. Ốp dưới lỡ cha thấy cha nhậu chẳng thấy đâu mà thấy mày đem đây gà nhà chạy mẹ đó rồi rồi gửi lên ốp ở đây là lỡ đây thấy gì mày ốp ở đây sao mày không thấy á ừ máu đáng chịu á rồi mình tha thả nó đi con gà gì người ta lấy thì thả rồi nó đi mất tiêu lỡ ai bắt rồi sao bắt mẹ đền mẹ canh á đi làm chuyện không con đi mua thuốc cho nó thuốc gì đâu có béo mà tao không có lãnh này nha nhà canh đi ha xong 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 anh cứ đi thẳng 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 thôi nó chạy nó nào luôn mấy con thằng này nó chạy thẳng nó biết con gà chạy rồi. Má chỉ là chết mẹ hay sao? Mà thật gà luôn. A few moments later. Khó chết mẹ mày rồi con. Rồi. Dạ, có
trời. Gà nào mà đá văng cái chuồng của ông đá, kêu ông đá đây nữa nè. Bự quá. Sao mới vừa mua về mua đồ gì? Mất rồi, mày đợi thấy mẹ em luôn, tôi không có biết gì nha. Làm gì con gà của con mua đó. Của ai mua không biết, mất rồi, dẹp lòng đi. Con gà đó nó đá thua, con mua về hầm đu đủ đó. Đám rồi. Mua hầm đu đủ cho mẹ ăn rồi mẹ trừ nữa. Mày mua thì mày nói mày mua. Nói vậy mẹ đừng chữ, kêu mua cái mày chữ không? Rồi đáng đời mày khỏi ăn luôn đi. Mày 200 ngàn đó. 300 ngàn tao cũng nói nữa. Rồi gà lạ về rồi nó đi luôn rồi cái gì. Mày gà nó bữa trước nó đã thua xong rồi. Cái nó kêu xuống nó bán cho con nữa. Qua nó ra bán lại có té đâu không? Không nha, mua về hầm đồ đổ ăn chơi thôi. Mục tiêu rồi. Nó con không biết đâu, đền cho con 200 ngàn đây. Tự nhiên mua cái gà về kia canh đi. Tao kêu mua hai con gà chiều về hầm mấy cho con hả, làm lít rượu chơi gì mất tiêu. Mày nói mày bạn mày gửi về, mày nói mày mua là sao? Thì nói mua mày chửi là sao? Xạo cho quá chửi ha. Ba nãy giờ bà có thả gà nào đây con không? Con gà trống. Trống vậy? Con gà trống nó bị ốm ốm á. Con kéo bên hai rồi, hai có thả gà gì đâu? Gà nào nhốt ở đâu? Ốp ở đây nè, dẹp lòng rồi. Sắc mắt đi nhậu gì là, hỏi dịch vụ à. Lào. Kêu bên hai hỏi hai rồi thấy gà. Trời ơi, bắt gà mà đi nhậu có làm kịp không? Mất con gà của em rồi. Mất con gà của em rồi. Cái gì? Mình gọi làm gì vậy? Tôi quét tuồng chứ tôi có quýnh ai đâu trời. Ba bắt đi nhậu à. Nó đó. Gà ốp ở đây đâu không? Gà gì em biết? Gà đá gì? Gà đá ốp ở lòng đâu? Không gà đá, nãy ốp đi nè. Con dân cũng đá lên đó. Gà lòng đâu? Tôi mới dẹp gà. Nó nói gà bạn nó gọi. Thôi chắc mẹ thả rồi cái gì? Mẹ thả không? Em biết con gà gì? Cái mặt này nghi nghi lắm mà. Bà sợ thằng Hải ca đi đá gà rồi bà thả nó nè. Nó chạy luôn rồi đó. Gà của ai? Nói bạn đó, cưa mẹ vậy mà hỏi nó gà đâu, nó thả ra gì, nó nói gà của bạn nó gửi. Con gà đâu? Con gà con mua. Con mua làm gì? Con gà nó đá thua, con mua về chiều con hầm nó đủ á. Mới đá gà rồi. Đá vô cái đầu chứ đá gà. Rồi ai đá gà mới kêu rồi. Mày không đá gà sao mà biết con gà mà đi mua đó đâu mà. Nó thì cho mày nè, nó hỏi mày ăn gà không? Kêu gà gì? Gà đá, ngon lắm. Thằng nào rảnh chứ hả? Nó kêu đá thua mấy chặng rồi, cái con này nó si rồi, tao không có đá được. Rồi nó bán cho con mua. Sao con mua 200 ngàn lận đó. Cho bỏ tặc mày, mày mua mày nói mày mua đi bà. Tiền con lấy tiền trong bóp của mẹ đó. Ở đâu mày bò hay vậy? Hôm qua sáng tôi thấy mẹ bỏ 2 ngàn, mẹ kêu đi chạy đó. Vui quá. Bắt chạy mày ăn, mày đi khỏi ăn. Thấy tiền của ai? Tiền của mẹ. Mất túi mày lại vậy? Con làm gì có cắt tạc nào mà mất. Trời, mày xạo mày. Đâu mà mày thả gì mày? Ai biết gà, chiều giờ có gà đâu. Gà tao không có con thịt bị thả. Mà ai thả không siêu con gà trời. Thả thì khỏi ăn. Gà thả ăn cho con đó mẹ. Dài lắm. Làm lông xong ha, cái khò cái hầm đã nướng ngon luôn, mất rồi còn gì đâu mà ăn mà ngon chứ không ngon thôi ướt vậy thôi. Con gà nào đá lợi gà đá rồi mất rồi sao đi tìm đi không, sao sao vậy gì? Kiếm đi tìm đi tìm nó kiếm dài kiếm thì mẹ nó kiếm ngủ luôn coi tiền kiếm tiền của mẹ cho bộ mẹ cũng góp phần trong đó đó trời không có thăm rồi kiếm chăn cái phụ ở đây kiếm gì là mất con gà ăn thịt luôn. Con gà gì cũng xong. Ồ. Gà gì tôi không có lạnh mà đâu thừa. Mất tiêu rồi à. Mất thì có đi ăn. Thôi xong. Tàn là hai mẹ con thư hết trơn. Có con gà nhỏ mua về nó không có đủ. Tôi hỏi nó gà của ai nó bạn nó gửi.
Giờ nó nói gà nó mua. Tôi biết ở đâu. Đi vô đi, ông ấy làm gì? Con gà ở đây phải không? Nó nào bụi chết cũng chết. Gà ốp đây nè. Phải ốp đây không? Ừ. Gà xấu quá, con gà đá. Sao không biết gà xấu? Trời ơi, nãy tôi nhìn tôi thấy mà. Mẹ, vậy là cha con mày thả gì vậy? Thả đâu thả? Má ông thả phải không? Không có. Mẹ ba bác ơi, ba có thả đâu? Mẹ ba bác ơi, ba có thả đâu? Thầy không có thả. Vậy là không thả đâu. Chứ là thả. Tiếp gà xấu quá nữa. Nhìn gà xấu là mệt chứ mắc gì mà cái chân nó hết là gì vu 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 á. Làm thật luôn. Mắc gì để cho nó đá gì mà con gà thua người ta cũng vậy. Ông thua hay quá, không biết gà xấu quá rồi. Vậy ông vô đây. Đi vô. Vô chứ làm gì đi. Thằng cha con mà thằng Campuchia với thằng Phi Hùng này nè. Thằng kia. Thằng, cái thằng Hải Ca nó hô nó. Mẹ tôi nói cho nghe. Nãy Hải Ca nó hô hầm siêu đủ không? Tôi hết hầm siêu đủ rồi. Giờ hầm xả luôn. Thằng xả. Thằng xả. Không hầm xả. Nó bảo ông hầm đi. Mẹ hầm cả gia đình ăn mà giờ quýnh tôi lại cho hả? Trời ơi trời. Ôi cứu tôi vậy trời.